trước quân thủ chỉ có tiến công. Tiếp tục chương trình Top ca nam nữ câu lạc bộ Sông Pha. Top ca nam câu lạc bộ Sông Pha gửi tới quý vị ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Do Hữu Thịnh. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đây chỉ có đây rồi. Đây còn cái này đúng nguyên là đủ quá. Cầm tay em trên đôi chiều xe tăng như năm bông hoa nở bừng rồi. Bay ta đầu còn sống một niềm tin.